Còn trên mình vị hiện tại đang là một chiếc sập Mộ Phúc 1m8 2m2. Còn chế độ gỗ đang của khách hàng ở tại Lương Sơn Yên Lập. Và bá vừa ra ký duyệt để nhận sản phẩm rồi. Ở phía bên trong được khách hàng đang vừa ký duyệt xong sản phẩm rồi. Tôi sẽ quay lại giới thiệu đến quý vị khách hàng cũng như gửi cho con của bá hiện anh đang công tác tại bên nước ngoài. Đây là chiếc sập mà được đục chạm theo lối ngũ phúc cổ, hay gọi là ngũ phúc tùng lọc, chân 24. Đây là tổng thể của bộ sập, đây quý vị có thấy rất là cực kỳ là hoành tráng và bề thế kiểu rất là hoành tráng, mặt hai lá. Đây, tôi quay chi tiết hơn, quý vị thấy vân gỗ gỗ tự nhiên rất là đẹp, mặt hai lá lên tấm hai lá nhé. Và phần đặc sắc nhất của chiếc sập này có lẽ là tôi xin giới thiệu là chiếc dạ này. Chiếc dạ được chạm cực kỳ là sắc nét. Đây, những chi tiết như là con sóc hay là những cái lá nho này thì được gọt tỉa rất là kỹ, kênh bong. Thấy những cái cành cây được chúng tôi kênh như này. Về những cái đường triện này thì là cũng được gọt rất là kỹ, tròn đều. Hoa được gọt thì những cánh hoa sắc nét luôn, sắc nét và kênh lên. Vâng, bà về nhé. Cái chân sập là được đục chạm mà chân tùng lọc, rất là mòi móc cực kỳ là kênh bong luôn. Đó, quay phần phía bên phải cái sập này quý vị có thấy không? Mọi người có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tán, số điện thoại là 0987 50 0806 nhé. Cơ sở tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Địa chỉ website đồ gỗ Tùng Tán .com. Quý vị có thể truy cập để xem thêm chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Tôi sẽ để dưới phần link mô tả của website của video. Tôi lướt qua một lần nữa cho quý vị xem được những cái chi tiết thôi. Đây là phần chân. Phần chân được moi móc kênh bằng kênh hết. Bây giờ để luồn tay vào. Ok nhé, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.